Phan Thảo xin chào tái ngộ đến quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chào mừng quý vị gặp gỡ chị Chu Ngọc Nhi là CEO của công ty Forever Beaumont. Thanh Thảo xin chào đến chị. Chị chào Thảo và kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Thanh Thảo và chị Chu Ngọc Nhi gặp gỡ quý vị trong show truyền thông và cộng đồng, và chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chương trình về làm đẹp, về xã hội, và hy vọng chương trình chúng tôi sẽ mang cho quý vị được những giờ phút thư giãn, thoải mái, cũng như là chúng ta sẽ có được một số kiến thức căn bản trong cuộc sống, nhất là về vấn đề làm đẹp. Đúng rồi em. Thưa chị Hà Kỳ, ở show trước á, ở những show trước chúng ta nói vấn đề mụn. Mụn dậy thì các cháu khi mới lớn lên sẽ gặp vấn đề về mụn do nội tiết tố. Và cái vấn đề mà quan trọng nhất trong cái vấn đề của các cháu mụn á, là các cháu đó không biết giữ gìn sức khỏe, giữ gìn vệ sinh. Đúng. Và phụ huynh là một trong những người sẽ hỗ trợ các cháu trong cái vấn cái việc mà làm giảm mụn. Đúng. Tuy nhiên thưa chị, em cũng nhận được phản hồi từ quý khán giả rằng đâu phải trẻ nhỏ dậy thì mụn không đâu, tôi nè đã 40 mấy tuổi nè cũng tôi vẫn có mụn. Đúng thì rồi. Hôm nay chúng ta nói về vấn đề này đi chị. Đúng rồi. Chị cũng gặp nhiều khách hàng thưa quý vị là bị mụn mà từ hồi nhỏ tới lớn luôn. Dạ. Có nghĩa rằng chưa bao giờ hết, không gián đoạn luôn. Không gián đoạn luôn, nhưng mà nó không có nhiều, nó chỉ là khoảng 5-10 cái nằm ở dưới đây. Yeah. Hoặc là hai bên đây thôi. Yeah. Thì cái đó nó một phần nó là tại vì thứ nhất là vấn đề cái da của mình, thứ nhì là cái gan của mình. Yeah. Thì trường hợp đó quý vị sẽ rất là khó trị mà cũng rất là dễ trị nếu quý vị hiểu được là mụn từ đâu. Yeah. Tại vì như chị hay nói với Thảo đó là chị trị nám mà khách hàng cũng vậy, hay chị trị những cái làn da mà của khách hàng bị những cái không có đều màu đó, thì thường thường là chị tìm cái gì là cái nguyên nhân tạo ra cái nám. Rồi bắt đầu biết nguyên nhân rồi mình chặn nó lại. Và khi chặn nó lại rồi thì mình mới trị nó được. Đó. Thì mụn cũng vậy, thường thường chị thấy là rất nhiều khách hàng của chị là bị hai bên đây. Các chị đó là các chị tại chị đeo khẩu trang. Một phần nhưng mà là như vậy, hai bên đây đó là thường thường á là cái triệu chứng của cái mình là mình nóng. Hoặc là cái thành ruột của mình đó mình không có sạch cái thành ruột. Không phải là gan không. Mà là cái thành ruột của mình. Mình bị bón. Hoặc là mình ăn uống nó như là không có hợp với cái gan của mình. Có nhiều người phải không phải là bệnh gan Thảo. Ví dụ như có những cái người mà cái cơ thể họ phản ứng những cái chất này, người thì dị ứng với bơ, người dị ứng với dưa hấu. Người dị ứng với dưa leo. Thì cái gan mình nó cũng có những cái chất mà có những người nó lọc được, những người nó lọc không sạch. Thì đó là cái triệu chứng mà nó đưa ra đây. Thì mình ăn thực phẩm đó, mình đâu biết cái nào mình kỹ đâu. Thì mình không biết thật sự. Mà nó vui lọc, nó buồn, nó không lọc, nó thào. Thì cái cách này là quý vị dễ nhất là quý vị cũng không được dùng khăn lau mặt nữa. Tại vì cái khăn lau mặt quý vị lau lên thì thường người lớn tuổi bị mụn thì nó hay bị tấy đỏ và sưng. Và nó ngứa và nó nhức lắm. Phải lấy tay bấm vô cái móng tay, bấm vô cái để lại cái vết thâm. Mà người lớn tuổi bị mụn là luôn luôn để lại vết thâm. Thành ra quý vị ơi, quý vị phải làm cái bài thuốc xong mà chị chỉ đó. Ở cái show trước đó quý vị phải xong một tuần một lần, để nó gọi là những cái con, những cái nhân mụn mắt thường không thấy, nó nhỏ như cái đầu kim thôi. Nó nằm ở dưới cái lỗ chân mụn của mình. Và khi mình xong đó thì cái lỗ chân lông mình nó hở ra. Thì cái giọt nước đó nó mới trào lên được. Thì khi nó trào lên thì mình rửa bằng xả, chanh và lá tía tô đó. Thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm cho sạch và nó diệt khuẩn. Một tuần một lần. Thì quý vị xong khoảng chừng 4 lần liên tục trong 4 tuần, nó không có cái cơ hội để tái phát nữa. Và không lau mặt bằng khăn vải nữa, và không nằm cái gối thường mà phải lót cái khăn cái gối mỗi đêm thay nữa, là quý vị chặn được tới 70% cái lây lan rồi. Và lúc này quý vị có thể dùng làm ở nhà dễ nhất đó, là nếu mà quý vị mà mình thấy là mình tiết kiệm đó, mình mua cái muối mà cái là gọi là muối biển đó, sea salt đó. Mình về mình rửa mặt. Mình rửa mặt bình thường xong rồi đó, mình cái nước cuối cùng đó mình rửa bằng cái nước muối biển đó lên, mình để tự nó khô. Rồi sau đó đó thì mình lấy nước đá đó mình lăn lên những cái chỗ đỏ của mình thì nó sẽ không có tấy độc nữa. Rồi cuối cùng mới rửa bằng nước lạnh lại. Hoặc là quý vị có thể dùng cái sữa rửa mặt ở công ty chị, là mà chị nói là Adepan Cleansing Mousse, và kết hợp với lại Spot Blemish Serum. Cái serum đó nó đặc biệt như này là nó làm cho những cái làn da bị nhiễm độc.
Dạ. Nó sẽ làm lành vết thương. Dạ. Nó sẽ tái tạo lại vết thương không có bị lầy lội nữa. Dạ. Và nó đặc biệt là trị những vết thương hở. Cho nên mà cái đó thì thường là người lớn chỉ kêu dùng, những nít chỉ kêu dùng. Tại nó hơi too strong cho nít. Dạ. Thành ra quý vị, nếu quý vị là người lớn bị cái đó thì dùng cái đó và kết hợp với lại cái water cream. Là một cái loại cream mà đặc biệt là nó dưỡng ẩm cho cái làn da bị đọc gì mụn. Dạ. Nó khác. Thành ra hai cái đó kết hợp là nó hết. Nhưng cái quan trọng nhất là cái bài thuốc xong. Là cái khăn lau mặt mà phải lau bằng khăn giấy, không được lau bằng khăn vải nữa. Lau rồi dùng. Là cái áo gối mình. Ba cái đó và thực phẩm mình ăn đó. Một cái thực phẩm mà tuyệt vời nhất để quý vị mà tự giải độc gan của mình nếu mình có mụn, là cứ làm một cái ly nước, cắt một cái ly nước cối của mình đó, cắt một cái strawberry để vào strawberry, và khoảng 3 lát chanh mà chưa có dắt nước chanh ra đó, nguyên trái chanh đó, để vào. Cứ một ngày uống một ly buổi sáng trước khi ăn sáng như vậy là quý vị sẽ giải độc được và nó không có bị mụn tấy lắm. Là mình detox da được đó. Nó detox bằng cái đó. Câu hỏi của em là nếu có lời khuyên nào khi mà một số người cho rằng là tôi bị mụn thì tôi chỉ cần đi tới những cái nơi làm đẹp thì ở đó người ta sẽ dùng cái dụng cụ người ta lễ cái mụn ra. Thì cái đó theo Thanh Thảo, cá nhân Thảo nhìn đó, Thảo sợ lắm chị Ngọc Nhi. Mình có cảm giác như là ở nơi đó, ở chỗ mà người ta lễ mụn mình ra nó sẽ có vết hẹo. Thì theo chị, đứa góc độ chị thì chị nghĩ thế nào? Chị đó thì thật sự ra là chị không có ủng hộ cái đó. Cái bài thuốc xong mà chị chỉ ở những cái show trước đó là tuyệt vời nhất để lấy cái những cái chất cặn bã mà nằm ở dưới lỗ chân lông rồi. Thì ra ngoài đó họ cũng hút như vậy thôi, họ cũng xong mặt mình rồi, cũng nặng ra giống như vậy thôi. Nhưng mà một cái nữa đó là những cái thuốc xài lên á thì có nhiều cái nó chịu, không chịu. Ngọc Nhi là bán mỹ phẩm nhưng mà thì vẫn khuyên quý vị là detox da bằng cái nước chị chỉ nha. Xong mặt trị mụn, chỉ cần một cái loại sữa rửa mặt để ngăn chặn nó tiết dầu và ngăn chặn nó lây lan là được rồi. Không cần phải đi chợ chỗ đó. Quý vị có thể lên Amazon á, bị một cái máy mà một chút nữa mình sẽ để cái hình lên. Cái máy này nó vừa nâng cơ mà nó vừa là cái ánh sáng của nó blue đó, nó sẽ diệt khuẩn luôn. Thì lúc quý vị rửa mặt đó, rồi quý vị rửa mặt xong mà trường hợp này thì mình chỉ khuyên rửa mặt bằng cái dầu là ôi là one and done. Tại cái dầu nó nhớt lắm. Thì Thảo tha lên xong đó, chứ Thảo cầm cái máy này Thảo kéo, tại nó mới trơn, nó mới đi được. Thảo kéo tới đâu thì cái ánh sáng xanh nó ra, nó sẽ giết cái vi khuẩn mụn và làm lành vết thương và làm lành thẹo luôn. Mà cái máy đó quý vị, nó có 17 đồng thôi trên Amazon. Một lần đi spa nặng mụn nó 70-80 đồng. Cái máy này quý vị làm mỗi ngày, chẳng những nó căng cái da mặt quý vị đẹp mà nó lại có 17 đồng mà nó lại diệt khuẩn luôn. Nhưng chị ơi, khi mà em nghe những cái trình bày của chị thì em thấy cái chuyện mà điều trị mụn sao mà nó đơn giản tới như vậy. Chỉ là chúng ta cần cái sự kiên nhẫn và chúng ta xuyên tới xíu là mình nhớ được là sáng mình cần làm gì rồi mình vệ sinh ra sao. Tuy nhiên có một số người nói với em rằng là tôi đã tìm đủ mọi cách rồi. Coi như tôi đã làm đủ thứ rồi, tôi đã sức kem, tôi đã ngăn chặn, tôi không ăn đồ chiên xào. Và tôi đi, thậm chí tôi đi bác sĩ Mỹ luôn, tôi vẫn không hết. Thì cái đó là do có hai cái họ có làm. Là cái khăn lau mặt và cái áo gối. Có thể hai điều đó ít ai nghĩ đến. Đúng rồi. Tại vì quý vị nghĩ cái mặt mình đang có mụn nước đó, cái mụn nó xì ra là chất vàng đó. Mình lau xong mình vắt lên. Một chút sau mà đi công chuyện ngày chiều mình tắm mình quên là thay cái khăn liền đi. Cái khăn mặt mình máng ở trên chỗ cái bàn rửa mặt mình á, mình quất lên lại là bạc seria nó lay lại. Và cái gối nằm ra nằm ngửa gì đâu, nằm lăn qua lăn lại thì nó sẽ bể ra. Hoặc là cái dầu trong da mình nó chảy ra dính lên cái áo gối. Đêm sau nằm trở lại. Tại vì đâu có thao gối mỗi đêm đâu. Thì hai cái đó là hai cái không có ai làm. Mà nó cứ lây đi lây lại. Rõ ràng thưa quý vị, cái việc điều trị mụn là cái giữ vệ sinh là ưu tiên, chặn lây lan là ưu tiên. Để mình chặn lây lan, tại vì do là mình bị thì cơ thể của mình nó ra rồi. Nhưng cái việc chặn lây lan là cái việc mà khiến cái mặt ta không bị bầy nhầy. Chắc là mình còn hơn một phút nữa. Thì do là có thể là show trước mình đã nói về cái bài thuốc đó rồi. Nãy giờ quý khán giả xem cũng sẽ thắc mắc cái bài thuốc đó. Chắc là chị Nhi nhắc lại bài thuốc lại một lần giùm em. Cái bài thuốc xong thưa quý vị là dùng khoảng 2 lít nước bỏ vào cái son và chọn khoảng 7-10 cây sả tùy mình, và sả phải cắt khúc, phải đập dập và bỏ vào cái son nước lạnh đó, bắt lên nấu. Mình nấu khoảng một chút nó sôi, thì nó sôi xong đừng có tắt liền, cho nó sôi và khoảng 3-5 phút sau để cái dầu sả ra hết. Lúc này tắt lửa và bỏ vào một nắm lá tía tô, nhiều ít không quan trọng, nhiều là cần hơn.
đậy nắp lại và bắt lên, để trên cái dưới đất đó mình ngồi mình xông, nếu mình bị cảm mình xông. Dạ. Thì lúc này mình xông đó quý vị, mồ hôi nó ra nhiều lắm, thì nhớ là cầm theo cái cuộn khăn giấy và đó mồ hôi đổ tới đâu lao tới đó. Dạ. lao dục khăn giấy, và khi mà cái nước xông nó đã nguội bớt rồi thì đẩy nước xông ra, dỡ cái mền ra và vắt một trái chanh vào cái nước xông hồi nãy. Lúc này bao nhiêu mụn trên mặt, nặng được cái nào nó cứ nặng, nặng cái nào không nặng được thì thôi, nặng cho hết đi, nó cứ chảy máu kệ nó, nặng tới đâu lao sạch tới đó. Và khi mình lao xong rồi đó quý vị, thì lúc này đó là mình cái thằng nồi nước hồi nãy cái chanh đó, quan trọng là cầm cái nắm tí tô đó khoát cái nước đó chà hết lên mặt mình, xong rồi dục nó qua một bên và nhớ là lấy nước đá trong tủ lạnh lăn lên mặt liền để cho nó khích lỗ chân lông lại và nó dịu cái nhiệt xuống. Yeah. Nó sẽ không ảnh hưởng da. Lăn nước đá lên hết xong rồi là rửa mặt bằng nước thường lại, và sức kem trị mụn lên hoặc là sức spot blemish serum lên, và như vậy thôi. Yeah. Nó dễ lắm quý vị, mà cái bài thuốc xong đó quý vị biết không, hiệu quả cực kỳ và thành công bao nhiêu ngàn người rồi đó em. Cảm ơn chị Dương Ngọc Nhi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và hy vọng rằng cái bài thuốc ngày hôm nay và cái buổi nói chuyện giữa Thanh Thảo và chị Dương Ngọc Nhi ngày hôm nay sẽ giúp quý vị rất nhiều trong vấn đề mà điều trị mụn. Thì đương nhiên thưa quý vị, khi mình điều trị bằng những cái phương pháp cổ truyền như vậy có kết quả, thì kèm theo là nếu mà chúng ta yêu thương bản thân mình, có thể mình sẽ dưỡng da bằng những cái sản phẩm mà như chị Dương Ngọc Nhi vừa chia sẻ, thì khỏi nói chúng ta sẽ có một làn da thật là tươi đẹp. Mình chúc quý vị sẽ vượt qua những nỗi ám ảnh về mụn. Em cảm ơn chị và hẹn gặp chị vào một show sau. Cảm ơn Thảo và cảm ơn quý vị.